Kết thúc năm học 2022-2023, Kim Lê Phương Quyên là một trong những học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Lợi, huyện Thanh Trị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Em cũng đạt thành tích học sinh giỏi suốt 3 năm trung học phổ thông, được khen thưởng học sinh giỏi toàn cấp. Nhắc về cô học trò này, giáo viên chủ nhiệm lẫn thầy cô bộ môn đều yêu mến và dành nhiều lời ngợi khen. Phương Quyên cũng vừa trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ, ngành quản trị kinh doanh. Trong một năm chủ nhiệm thì tôi thấy là em Phương Quyên, mặc dù gia đình của em rất là khó khăn, nhưng mà em rất là nỗ lực trong học tập. Em học giỏi đều ở tất cả các môn. Về phong trào thì em rất là tích cực tham gia phong trào của trường, của lớp. Em là học sinh giỏi toàn cấp và là học sinh được phát triển đảng trong khi còn là ngồi trên ghế nhà trường. Chi phí là cái điều mà em lo nhất khi mình trúng tuyển vào đại học. Vậy thì cái lo lắng về chi phí đó nó có từ lúc nào mà nó làm cho Quyên cũng băn khoăn là mình đi học tiếp hay mình dừng lại, mình tiếp tục đại học hay mình chỉ là học xong chương trình phổ thông thôi? Nó có từng khiến em lo lắng như vậy, có từng khiến em băn khoăn như vậy không? Dạ từng. Là trước năm 12 là em cũng có từng suy nghĩ là nghỉ học và đi làm thi. Lúc đó là gia đình mình đã gặp cái biến cố gì và vào cái năm lớp mấy mà em đã từng có cái suy nghĩ là phải dừng cái việc học lại? Dịch cho nên là gia đình em thu nhập không có tốt và thấy mẹ em bị bệnh cho nên là muốn đi làm để có kiếm tiền nuôi mẹ. Cái thời điểm đó thì mình dự định là mình nghỉ học, thì em có nghĩ là mình nghỉ học rồi mình sẽ làm gì không? Dạ có, em sẽ đi làm công ty. Nhưng mà thật lòng trong lúc đó thì mình có muốn nghỉ học không Quyên? Dạ không. Trong lúc đó em muốn đi học. Dạ em được cha mẹ khuyên là phải đi học, cố gắng đi học để có cái bằng tốt để kiếm thật nhiều tiền. Tức là mình do cái điều kiện khó khăn mình mới nghĩ tới chuyện bỏ học thôi, chứ thật lòng trong lòng em thì vẫn muốn đi học tiếp đúng không? Thì khi mà mình đã nỗ lực học tập cho tới hôm nay, mình trở thành tân sinh viên rồi, cái sự nỗ lực đó, cái điều gì nó lại khiến cho em lại tha thiết, lại quyết tâm với cái chuyện tiếp tục đi học như vậy? Thấy từ cha mẹ là làm việc chúng ta rất là cực khổ, em muốn là tiếp tục học để có một cái nghề kiếm tiền nhiều để nuôi cha mẹ. Em có nói là mình lo lắng về cái chuyện chi phí học tập. Vậy thì cái chi phí đó ở cái bậc đại học này mình có dự định gì để san sẻ phần nào những cái khó khăn về kinh tế với gia đình mình? Dạ là em sẽ dự định đi làm thêm lúc em nghỉ. Cụ thể mình nghĩ là mình sẽ làm những công việc như thế nào? Em sẽ dự định là sẽ đi làm thêm tại hè, em sẽ đi làm thêm tại cái những quán nước, quán đồ ăn nhanh. Mình dự đoán trước được là mình sẽ gặp phải những cái vất vả, những cái khó khăn nào, nhưng mà Quyên đã chọn là mình sẽ đi tiếp, mình không dừng lại, và hy vọng cái quyết tâm đó của em nó vẫn sẽ được duy trì ở những năm tiếp theo để mình sẽ không phải dang dở giữa chừng cái mơ của mình. Gia đình Phương Quyên chỉ có 2 công đất ruộng, lúc khó khăn đất cũng mang đi cầm cố. Giờ đây cha mẹ Phương Quyên phải thuê lại đất từ người chủ mới để canh tác. 2 công ruộng làm lúa 3 vụ, trừ chi phí chẳng còn mấy đồng lời, mà tìm việc khác thì chẳng có nghề trong tay. Người nông dân quanh năm gắn chặt với ruộng đồng, rời bỏ rồi thì cũng như con thuyền mất đi phương hướng, không biết mình sẽ làm gì ra sao. Ngoài 2 công ruộng, cha mẹ Quyên nuôi được 2 con bò thịt làm vốn lâu dài. Thời gian rảnh thì đi xịt thuốc ruộng, làm mướn cho những hộ nông dân khác ở địa phương. Từng ấy nguồn thu nhập không khiến cuộc sống rơi vào cảnh túng quẫn, nhưng cũng chẳng hề dư giả, nhất là khi 2 người con đều đang tuổi ăn học và Phương Quyên vừa trở thành sinh viên đại học. Nhà mình 2 đứa con gái, mà con gái lớn của mình thì cũng vừa trúng tuyển đại học. Khi mà hay tin là Phương Quyên trúng tuyển đại học thì lúc đó cái tâm trạng của chị như thế nào? Dạ cũng mừng nhưng mà cũng lo. Lo không biết, lo nó nổi đại học 4 năm hơn nữa.
thì như học được năm nào hay năm nấy đi. Em thấy thu nhập nhà mình thì có 2 công ruộng, rồi nuôi bò, thì xoay sở những cái chi phí mà học đại học thì nó cũng là một cái khoản cũng khá là lớn. Thì có lúc nào mà nghĩ là chắc Quyên phải dừng lại cái việc học ở đây mà không thể tiếp tục đại học không chị? Không biết nữa, thì lo nói được năm nào hay năm nấy vậy đó. Thì tại vì cũng 2-3 thứ bệnh nè, mà không biết lo nổi không nữa. Tại nó cũng ham á, nó không chịu nghỉ, nó ham muốn đi học đặng sau này nó đỡ, cho nó học nên nó đỡ hơn nghề làm nghề như mẹ nó. Từ nhỏ, Phương Quyên đã làm quen với việc nhà và phụ giúp cha mẹ chuyện mưu sinh. Thời gian rảnh rỗi, cô gái này dành cho sở thích đan len của mình. Quyên cũng tập tành bán những sản phẩm len của mình, bắt đầu kiếm tiền từ sở thích bản thân. Có lẽ sống trong khó nghèo đã khiến em ý thức rất rõ về hoàn cảnh và hình thành ý chí vượt qua những trở ngại của hoàn cảnh. Quyên tin rằng mình sẽ tìm thấy tương lai tốt đẹp cho mình và gia đình từ con đường tri thức, ham học và học tốt. Dù có đôi lần suýt phải dừng lại việc học, nhưng quyết tâm của cô gái này đã làm thay đổi dự định của mẹ cha. Những tháng ngày miệt mài với sách vở, tiếp nhận những lẽ đẹp điều hay từ tri thức, càng khiến Quyên kiên trì với con đường mình chọn, kiên trì với hành trình ước mơ. Quyên biết rằng hành trình ấy chẳng hề dễ dàng đối với mình và với chính mẹ cha. Đó là một chặng đường dài của sự nỗ lực và niềm tin. Nỗ lực khắc phục những khó khăn về vật chất và tin vào thành quả tốt đẹp mà mình nhận được mai này. Về niềm tin ấy mà cả gia đình cùng động viên nhau, cố gắng cùng nhau tiếp bước. Và các bạn tiếp tục chương trình trao học bổng cho các em tân sinh viên. Thì hôm nay chương trình tiếp bước đến trường, đến với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hưng Lợi để trao học bổng cho cựu học sinh của nhà trường và là tân sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Đó là em Kim Lê Phương Quyên. Và sau đây thì chúng tôi xin mời đại diện nhà trường sẽ trao suất học bổng này. Dạ, em mời cô. Đại diện trường thì xin cảm ơn Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng, công ty xổ số kiến thiết một thành viên và đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng đã kịp thời cho học bổng cho Quyên. Thì đối với em Quyên thì cô cũng xin chúc mừng em và hy vọng với sức học bổng này là động lực để cho em tiếp bước đến trường và mong em cố gắng học tập để có một cái tương lai tốt đẹp hơn và sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội để khỏi phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô và các mạnh thường quân đã hỗ trợ em trong quá trình học tập. Đồng hành với chương trình thì về phía nhà trường cũng có một phần quà dành tặng cho em Kim Quyên. Em mời thầy ạ. Thay mặt nhà trường cảm ơn công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng, cảm ơn hội khuyến học cũng như là chương trình tiếp bước đến trường đã tạo điều kiện tặng cái học bổng tân sinh viên cho em Quyên. Mong em Quyên sử dụng cái quỹ học bổng này phục vụ tốt cho công tác học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội cũng như là cải thiện cái tương lai của mình sau này tốt hơn. Em xin trân trọng cảm ơn quỹ khuyến học, đài truyền hình, ban giám hiệu cung cấp quỹ, thầy cô đã trao tặng cho em suất học bổng này. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập và dùng số tiền này phục vụ cho mục đích học tập và trang trải cuộc sống. Chương trình tiếp bước đến trường kỳ này cũng xin khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hưng Lợi đã cùng với chương trình tiếp sức cho em Kim Lê Phương Quyên để em có thể vững tin trên giảng đường đại học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn hoặc là trên YouTube và Facebook truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình tiếp bước đến trường, đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.